Ôi, xin chào anh chị em nhá. Cái nắng của Đà Nẵng lúc 12 giờ trưa này, quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái cầu Trần Thị Lý á, nối biển Mỹ Khê đâm thẳng vào sân bay quốc tế Đà Nẵng luôn. Đây, cầu Trần Thị Lý thì rất là đẹp luôn ạ. Bên này thì là cầu Rồng. Đấy, quý cô chú nào mà yêu thích Đà Nẵng này á, muốn mua nhà để ở, đầu tư và kinh doanh ở trung tâm thành phố Đà Nẵng á, quận Hải Châu thì liên hệ với em nhá. Và anh chị nào mà muốn ở bên biển ấy, biển Mỹ Khê á, ở Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn thì cứ liên hệ với em để em hỗ trợ nhá. Em là chuyên hỗ trợ tìm kiếm, định giá và đàm phán bất động sản á. Quý cô chú nào ở xa thì cứ liên hệ với em ạ. Em hỗ trợ tư vấn rất là tận tình luôn. Quý cô chú cứ alo trực tiếp với em nhá. Em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ạ. Em xin chào. Đây rất là đẹp luôn. Bên đây là cái bến du thuyền mà người ta mới làm khoảng khánh thành khoảng 1-2 tháng đấy thôi quý cô chú. Rất là đẹp luôn. Nằm ngay dưới chân cầu Trần Thị Lý luôn. Rất là đẹp luôn đó quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Mùa này khách du lịch đi Đà Nẵng rất là đông luôn quý cô chú. Đấy, trong này là cái bến du thuyền của nó thì rất là đẹp. Rồi, xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé.